Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của Thu Huyền. Hôm nay thì mình và các bạn sẽ cùng nhau thực hiện một bài tập tu, đó là tô màu một chiếc quần yếm nha các bạn ạ. Chiếc quần yếm này thì nó sẽ có hai phần là phần áo và phần quần nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện tô cho cái áo này màu tím đi. Còn cái phần gì nhỉ? Phần yếm đúng không? Phần yếm các bạn sẽ tô màu gì? Yếm chúng ta tô màu vàng. Vậy là mình đã hoàn thành xong một bài tập tô màu cho chiếc bộ quần áo yếm rồi các bạn ạ. Thế là buổi kênh hôm nay đến đây cũng hết mất rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi kênh của mình nhé. Chúc các bạn có một buổi chiều thật là vui vẻ. Đừng quên like và subscribe kênh để chúng ta không bỏ lỡ về một video nào nha. Tạm biệt tất cả các bạn.